Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Vĩnh Phúc hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, hôm nay tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị xúc tiến thu hút các nhà đầu tư chiến lược Việt Nam-Nhật Bản đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Hiện nay có 20 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có 58 dự án đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản với số vốn đăng ký hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp cơ khí, ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, hạ tầng khu công nghiệp, đóng góp tích cực cho ngân sách của tỉnh, chiếm 88% trên tổng giá trị nộp ngân sách của các doanh nghiệp FDI. Ngày hôm nay, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với sàn thương mại điện tử Alibaba.com tổ chức hội nghị định hướng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường hơn nữa việc tận dụng công cụ số tiếp cận các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là sàn Alibaba.com. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, việc hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng trên các kênh phát triển thị trường trong tình hình mới đang là ưu tiên hàng đầu. Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, doanh nghiệp xuất khẩu tiết kiệm nhiều chi phí, rút ngắn khoảng cách, thời gian, tăng tốc độ giao dịch và xử lý đơn hàng, tăng phạm vi, số lượng tiếp cận thị trường và khách hàng tiềm năng, qua đó đóng góp tích cực vào thành tích xuất khẩu ấn tượng của cả nước. Các chuyên gia nước ngoài cho rằng Việt Nam là lựa chọn ưu tiên của doanh nghiệp Mỹ và châu Âu. Sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam luôn được đánh giá cao về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng thành phẩm, kỹ năng xuất khẩu cũng như dịch vụ khách hàng. Hiện tại, Alibaba có 50% nhà xuất khẩu từ Việt Nam đang ở mức nhà xuất khẩu có hạng sao cao, thể hiện xu hướng đầu tư theo chiều sâu ngày càng nhiều hơn của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam vào thương mại điện tử. Nhiều doanh nghiệp tăng đầu tư vào ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực xuất khẩu, kỹ năng bán hàng xuyên biên giới, nghiên cứu phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu để tăng tốc trong giai đoạn khó khăn. Trên cơ sở bộ tiêu chí chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế nhất định. Trên cơ sở kế thừa thành quả bộ tiêu chí cũ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ ban hành bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP điều chỉnh bổ sung nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. Bộ tiêu chí quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 có những điểm mới về phân nhóm sản phẩm, điều chỉnh lại cơ cấu điểm, bổ sung một số tiêu chí sản phẩm mới phù hợp với phương hướng phát triển. Đặc biệt, bộ tiêu chí mới bổ sung một số tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và khai thác các giá trị văn hóa của sản phẩm OCOP, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số như sở hữu trí tuệ, tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm, điểm khuyến khích cho chủ thể là nữ, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phù hợp với định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn đàn trực tuyến thúc đẩy thương mại nông sản, thủy sản và sản phẩm thủy sản giữa Việt Nam, Trung Quốc. Hiện doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã tập trung tại cửa khẩu Móng Cái, Đông Hưng để tìm bạn hàng vì đây là cửa khẩu quan trọng xuất khẩu nông sản, đặc biệt là thủy sản. Để tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương nông sản, thủy sản giữa hai bên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến nghị phía Trung Quốc đẩy nhanh việc phê duyệt các hồ sơ đăng ký trên hệ thống một cửa thương mại quốc tế, phê duyệt hồ sơ đăng ký cơ sở bao gói thủy sản sống và hồ sơ đăng ký bổ sung sản phẩm. Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cũng cần khẩn trương thực hiện đăng ký gia hạn theo quy định để không ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.